Vâng, xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay là thứ bảy, cũng tính nghỉ nhưng mà nhìn thấy cái cục súp này thì lại lôi ra bán. Cái cục súp này em về về công Mỹ mà họ báo là súp 2 bát của Mỹ. Thế nên là em phải mua vào cái cục súp này tới 6 triệu rưỡi kìa. Nhờ họ báo 2 bát 30 của Mỹ thì mua 6 triệu rưỡi thì quá rẻ rồi. Nhưng mà nó về nó thì nó lại là súp kiểu này. Cái súp này ấy, thì là họ độ trên xe hơi các bác nhá. Hai cái bát này của hàng Mỹ, chuẩn Mỹ luôn nhá. Đây USA. Súp 8 ohm. Đây, made in USA đấy. Thương hiệu của Mỹ nhá. Đấy. Cái này là cho anh em nào mà về làm hoặc là làm lại hoặc là độ chơi trên xe hơi nhá. Đấy, cái súp này là thương hiệu nó đây. Nhìn côn rất là lớn, 24. Có đầy đủ mã vạch các thứ nhá. Súp này 30, bát 10 30 nhá. 30. Cái bên này thì có hai bát này, cái thùng này rất lớn, thùng này cao tới 47, rộng cũng gần 50 ấy. Cái bát bên này thì nó lại bắt vào cái vít này thì em lại không tháo ra được. Cho nên em cứ để đấy. Mà hai cái thì nó giống thương hiệu, giống model nhau, giống thương hiệu giống nhau nhá. Phía trong này ấy, nó có một cái cục đồng. Cục đồng này chắc phải dễ phải cả ký luôn ấy. Rất lớn luôn. Ký đồng luôn, dây đây. Hai cái bát súp 230. Nếu mà đúng họ báo là súp điện của Mỹ, hai bát 30 nó họ bán, họ báo 6 triệu rưỡi thì em lấy vào thì rẻ, bởi vì 6 triệu rưỡi về bán mà hai loại bát 30 này phải bán hơn chục. Nếu mà súp điện bình thường mà hai bát 230 là phải bán hơn chục nữa. Rồi bên này nó là một cái thuộc âm ly nhá. Bác nào mà bên điện tử thì bác biết, còn em thì chịu. Cái này có âm ly, cũng cái thương hiệu của cái cũng là cái thương hiệu của cái bát kia luôn. Bên trong này nó ghi thương hiệu này. Này. Có cổng vào cổng ra này. Nó gắn đây. Rất là lớn luôn. Cái súp này nó nặng khoảng 40 kg ấy, nặng lắm. 40 kg các nhá. Đây. Dưới này là cổng. Đây hình hai là hai cái dây da thì phải. Có cổng mono, cổng OX vào đây. Nhưng mà nói thật là về điện tử em lại không có dành về điện tử lắm. Đấy. Đây là một cái âm ly. Đúng ra nếu mà anh em nào chơi đồ xe hơi biết, nếu mà ra tiệm mà chơi một bộ súp kiểu như này thì cũng không phải là rẻ tiền các bác nhé. Không phải rẻ tiền đâu. Nhưng mà cái súp này nó dùng xe lớn thì phải, chứ không xe nhỏ làm sao cho vào được. Rồi bây giờ em bác nào mà có nhu cầu cần á, em bán nguyên như thế này, bao là hàng này là công Mỹ về, bao là tất cả loa zin, còn những cái thứ này thì họ độ được nào thì em không biết nhé, cái này em không biết nhé, có cả âm ly. Hai súp hai bát này rất lớn luôn, nặng. Đây. 24 luôn. Của Mỹ nhá. Hai cái bát giống nhau nhá. Em lấy vào 6 triệu rưỡi đấy. Bữa nay em bán cho các bác hai tất cả như này. Bác nào về, bác nào cảm thấy làm được thì bán cho các bác 4 triệu. 4 triệu nhá. Cái cục là khoảng 40 kg ấy. 4 triệu. Có cả tại đầy đủ luôn, có cả cái âm ly kia. Còn bác nào mà chơi bên đấy hoặc là bác nào mua hai cái bát em cũng bán. Hai cái bát này em bán. Tóm lại là bán 4 triệu, lỗ 2 triệu rưỡi luôn ấy. Rất là lớn nhá. Các bác cứ tưởng tượng cái cục súp này tới 40 kg thì lớn cỡ nào. Đây là cái âm ly. Cái này chuẩn, hàng chuẩn Mỹ chứ không phải là hàng tào lao các bác nhá. Chứ không phải là hàng China cái vớ vẩn đâu nhá.
Đây là công Mỹ về nha. Đây các bác nào mà có hơi hiểu biết về xe hơi thì các bác nhìn mấy cái thương hiệu này này thì nó hay hay làm trong trong cái xe hơi, trong súp của xe hơi đó. Chuẩn chỉnh luôn. Rồi, bác nào có nhu cầu hoặc bác nào biết về dòng này, về có thể chế độ gì không biết, 4 triệu bác nhé. Lỗ 2 triệu rưỡi rồi này. Bọn em mua thì thường thường họ chỉ báo như vậy thôi, chứ đôi khi không nhìn thấy hình ảnh các bác nhé. Cho nên là năm ăn năm thua. Nếu mà súp điện mà 2 bát 20 mà đúng là súp điện à 2 bát 30, 2 cái bát 30 súp điện bình thường phải bán phải khoảng 12 triệu bây giờ mới mua được. Nếu là hàng Mỹ nhé. Rồi chào tất cả anh em nhé, bác nào có nhu cầu thì alo cho em nhé.